Ngày xưa thì anh Long nghiện thì hồi đấy anh gầy mà, nhưng mà anh vẫn đẹp trai. Hồi đấy là anh kiểu lãng tử không? Bây giờ là anh kiểu má mệt, kiểu đẹp trai kiểu chuẩn luôn. Đẹp trai cái lờ. Và đẹp trai hơn các bạn là cái chắc. Các bạn đưa ảnh 5 năm trước đấy. Bây giờ thế này nhá, chúng mày lấy ảnh 5 năm trước và post vào Discord đi, với tiêu đề là xem ai đẹp trai hơn. Ừ, sau một tí nữa anh xem hết trận này, anh xem thằng nào dám post. Post đi, xem là 5 năm trước thằng nào đẹp trai, hỏi một câu duy nhất thôi. Post đi, 5 năm trước nhá. Bơ phải chụp cái màn hình của cái ảnh Facebook đấy lại, hiểu không? Là ý là cho chắc chắn là nhìn ngày được là 5 năm trước. Anh Long cáu à? Không phải cáu, và đây là một kiểu hoạt động ngoại khóa, hiểu không? Xem ai đẹp trai, chúng nó chê tôi là anh Long xấu trai. Tôi cũng muốn xem là cái kênh chat đẹp trai đến đâu mà các bạn, cái kênh chat chuẩn men đến đâu mà các bạn. Cái gì đấy, này này các bạn nhìn trong Discord này. Wow, phải post đi anh em, sợ cái gì xong nó đéo post này. Thằng này hèn này, thằng này đánh giá là rất hèn này. Trước tiên là phải một icon gì đấy giận dữ tí. Còn xịp. Rồi đây ảnh ngày xưa 5 năm trước của nó. Là con nòng nọc. Nghĩa là bây giờ nó 5 tuổi. Và nó đã biết xem stream. Wow. Tại vì tôi nhấn mạnh là ảnh của 5 năm trước, chứ tôi không nói là ảnh hồi bé. 5 năm trước anh ấy là con nòng nọc, mà bây giờ anh ấy đã biết xem stream và biết dùng Discord là tôi cũng hơi bất ngờ. Tiếp xem nào. Cũng gần 5 năm, đủ đẹp trai chưa? Ừ. Vâng, đẹp trai quá. Ảnh phải mờ một nửa để hiểu ông chụp bằng gì. Ông này chụp bằng điện thoại Nokia cục gạch đúng không? Chứ còn quả điện thoại nào mà chụp mờ được như thế hả em? Vâng, đẹp trai. Mỗi tội là tôi đéo nhìn thấy mặt. Nào đây, xem bạn này 5 năm. Thời gian đi nhanh thật. Đấy, ra như này trông người ta còn gọi là ừ, sáng sủa. Kinh 100 like. Đấy, nó phải như thế. Đây, bạn này được này. Được, nhưng mà đẹp trai chỉ cần bằng tôi thôi. Ai à, kinh không? Kinh không? Kinh thế à? Các thứ tóc tai kiểu. Kinh không? Nó biết mình đang xem đấy các bạn ạ. Đâu, nhưng mà mày có để ngày đâu em. Bây giờ ảnh lại ảnh mới đây, gần đây nó làm gì? Khổ đây nhá, tôi cho các bạn xem ảnh cách đây 5 năm của tôi này. Đẹp trai như này, mấy thằng kia tuổi tôm. Khổ đẹp trai từ bé rồi. Đâu nhở? Ơ chết rồi, ảnh đấy đâu rồi? Mình xóa rồi à? Làm gì có chuyện là mình lại xóa nhở? Đờ mờ em đờ có ảnh 5 năm trước trên FB thôi nhé. Còn lại Long tuổi ok. Đờ mờ anh em sợ thì post lên anh em mờ. Vâng, không có ảnh 5 năm trước trên Facebook. Thế mày không có một bức ảnh nào của 5 năm trước à? Lươn khươn. Đâu xem nào. Đâu nãy xem đến đâu rồi nhỉ? Nãy là không tính ông này nhá. Ảnh này 3 năm không được. Có dũng khí chụp là được rồi, nhưng mà gửi cái ảnh thẻ. Cái ảnh thẻ này là từ hồi đi không, đây không phải là áo ấy đúng không? Không phải là áo đi lính đúng không? Chắc bạn lại làm một nghề nghiệp gì liên quan đến bên công an các thứ à? Màu xanh đấy là thể hiện trận cái gì nhỉ? Dân phòng à? Ok. Đây 2016. Vâng. Ý ra nó có giá post, nhưng mà chắc chắn là nó không đẹp trai bằng tôi rồi các bạn. Cũng kinh. Nhà cửa đàng hoàng, đẹp đẽ, nhà giàu. Mỗi tội không biết có người yêu chưa. Kinh, ở bạn tôi túc tóc của con. Vâng, cũng 2016. Nhưng mà bạn tôi thì còn gầy hơn cả tôi. Và tất nhiên là cũng không thể đẹp trai bằng tôi rồi các bạn. Rõ ràng. Đâu, chỗ nào. Nửa còn lại của avatar cũ ạ. Hơi quá kinh, đây là kiểu kỷ yếu à. Cũng được em ạ, cũng đẹp trai đấy. Ui, có cả nữ, có cả bạn nữ xem giật chim này. Nhưng mà không rõ mặt em ơi. Đấy, cơ hội cho công đấy. Tí nó lại kiểu bạn đã có kiểu mấy chục lần mấy cái bạn ở Facebook, ở Discord đúng không? Ảnh kiểu 4-5 năm trước à? Đấy, thế chúng nó còn dám sâu ảnh. Mấy thằng mà chửi mình đâu vậy? À, bảo mình xấu trai đâu vậy? Thế thì xin cái tuổi anh Long luôn, kinh không? 23 tháng 5 2016, link ảnh Facebook cho cẩn thận. Vâng, em tôi kinh không? Kinh chưa các bạn? Chụp ảnh với gái nhưng lại che mặt. Che mặt gái là sao vậy? Trong trái tim các thứ. Bảo anh 5 tuổi, kinh chưa? Căng chưa các bạn? Các bạn nhận xét nói mấy điểm? Wait a minute. Nó đi lục anh. Thật là bị dislike ngay.
Zero Two không thể chấp nhận được hình ảnh này. Cái gì? Còn ảnh từ hồi hay đóng MV á. What the fuck? Là sao? Đây là nữ, nữ mà là đứa trẻ con mà. Thế bây giờ mày bao tuổi vậy? Không áp ảnh xong áp hình bánh bao. Ui mẹ, mẹ mày kinh không? Đấy, ảnh mỗi tội là mẹ đéo nhìn thấy mặt thôi, chỉ thấy tóc thôi. Đẹp trai theo kiểu là tôi đéo có mặt. Mày xem ta chỉ thấy tóc các bạn, kiểu hàn xỉa các thứ. Thể những cái thằng này, những thằng đéo đẹp trai các bạn ạ. Xuân Mai à, bé Xuân Mai bắt đầu đấy. Đẹp trai người ta phải nhìn thẳng vào ống kính. Người ta không thể nào kiểu gặp kiểu kiểu như này được. Như này được kiểu đấy, tôi đẹp trai lắm các bạn. Tôi, các bạn thấy tôi đẹp trai không? Các bạn thấy tôi đẹp trai không? Ừ, các bạn thấy tôi đẹp trai không? Có chứ đúng không? Tôi đẹp trai mà. Ừ, tôi đẹp trai đấy. Ok. Không được. Đẹp trai không thể chơi kiểu vậy đấy được. Ảnh thứ 2015 ôi trời béo thế. À thôi nói thế nó tự ái thôi rồi. Em cũng hơi bú mím em ạ. Ít ăn lại nhá. Đây để tôi lấy ảnh của tôi các bạn. Các bạn bình tĩnh. Cần lên đỉnh FB bạn đứa che mặt nữa. À đây đây bạn đi bốt mặt đây. Mà tôi đéo cho kênh chat xem nữa. Muốn vào Discord mà xem. Ừ. Thế cho kéo người vào Discord anh em ạ. Cho chúng nó tự vào. Đây là ảnh tôi 2015 hồi chụp ở HND này. Có xem được ngày không nhở? Đây là ngày tại về. Đấy, ảnh này là nói chung là một cái ảnh đẹp nhất. Cái ảnh ưng nhất hồi đấy từ hồi 2015. Nên là tôi rất hay dùng nó mặc dù là tôi vì tôi lười tôi không chụp ảnh mới. Đây chính là nó. Luôn hồi đấy ảnh đi chụp ở bên HD thì các bạn biết mà, chụp nó kỹ và thấy từng nốt mụn luôn, từng cái vết sần trên mặt luôn. Nhưng mà không chỉnh sửa gì vẫn đẹp trai được chua. Xấu. Ừ nào, so với các bạn nào. Đây. So với cả anh chụp mặt ảnh mặt nhưng mà không nhìn thấy mặt thì giống nghĩa là ừ nhưng mà chắc chắn là không được. Sao mình lại ừ nhỉ? Nào, so với ai nào các bạn, muốn so với bạn nào? Đủ má, niềng răng là răng khảnh của tôi sao lại niềng. Đâu giờ thằng nào bảo anh Long tuổi tôm nhá, thằng này anh Long tuổi tôm nhá. Đây đây anh Long tuổi luôn ạ. À. Vâng. Em thôi, anh Long tuổi. Mở cái vote đây là không, tao đéo vote. Thế vote là chúng mày lại dìm tao thôi mà. Tao cũng ngu. Mà nhìn nụ cười tỏa nắng chua. 2015 anh mới ra tù ạ. Không chơi vote. Đi so nhan sắc cả tại vì chúng nó chê tôi các bạn ạ. Tôi đã không định làm gì rồi. Trước và bây giờ cái gì anh. Thế ông ảnh ông này mặt trông cảm xúc chế meme nó đỉnh quá thì giật giống như cái meme mà. Giống như cái meme mà cái thằng mà kiểu bơ phải chế ngược lại, chế ngược lại tức là đây nhá là ảnh này ảnh trên thì nhìn tưởng là ngon ăn nhưng xong ảnh dưới kiểu như lòn vậy đấy, ảnh này là như thế. Đây cái gì đây, 2016 đấy, ảnh này trông cũng ra gì phết này, quá kinh, lòng thua rõ ràng. Má này xàm lòn. Không có cái nút tỉ tai nó cái này.